Xin chào mọi người. Hôm nay mình chơi một game kinh dị tối đồ họa cổ điển PlayStation. Có một khối vuông. Đang nằm vừa bị chi nã gì vậy? Ra tiếng ồn hai giờ đi nhớ phòng của mình sao mà mình nhớ đây không có gì để thấy ở đó, không tới đó được. Ê ồ bạn ơi, bạn làm tôi đấy, tôi xin lỗi. Bạn cũng thức dậy vì âm thanh đúng không? Đúng rồi, nó ồn quá. Đến từ một cái phòng nào vậy? Đằng sau tôi sẽ đi kiểm tra gì với người hàng xóm vậy? Cẩn thận. Tin tức nói có một kẻ tác nhân đang ở gần đây. Sao tối thui vậy? Rồi. Cửa mở ra nào. Rồi xong. Để xác nhân hay là quái vật gì? Trời, có khả năng đóng cửa và hù dọa. Sao có đường hầm chui xuống nữa vậy? Gì vậy? Mình phải quay đầu đi ngược lại ha. Hình chui xuống cái kiểu này quá sâu rồi. Ơ ừ. Okay. Trời ơi, chơi lại từ đầu luôn. Game gì làm khó nhau vậy? Trời ơi, restart là chơi lên từ đầu thì mình sẽ nét gần tới đó ha. Hey, có tay thì giờ mình phải tập trung, mình chạy về phòng của mình mà làm sao nhớ phòng. Kẻ sát nhân đang ở sau lưng mình đây. Vậy cái phòng mình phải mở cửa chứ đâu có số phòng đâu, sao mà nhớ. Đúng rồi, về phòng thôi. Đúng, hay chạy. Đúng, đúng đâu vậy? Trời ơi, đi xa nữa hả? Trời ơi, là phải đi lại từ đâu?
mình sẽ quay lại khúc đó ha. Làm khó mà. Lần này mình sẽ tùy chọn chạy trốn ha. Quá đâu. Tại ám ảnh gì nữa đây? Giờ mình không biết là ám ảnh hay là kẻ thù luôn. Còn gì để hù không? Ui da, sau lưng mình kìa. Mình không muốn chơi lại game nữa đâu, dài dòng quá. Trời ơi, màn hình bị lắc não. Trời ơi, mắt tôi. Mình chỉ cần chạy chậm một giây thôi là bị nó tóm rồi, nó quá gừng rồi. Trời ơi, hành lang gì mà dài vậy? Con dám vô cái tòa nhà mà 100 phòng thế này mà xử người ta là thấy đỉnh lắm đó. Một chỗ bự chào á thế này không có ai giúp đỡ sao? Vậy trời ơi, sức khỏe đâu mà chạy từ tầng 80 xuống nãy giờ chưa xong nữa. Gừng thoát rồi, tôi không muốn chơi lại nữa đâu. Trời ơi, bây giờ chạy xuống tối thoát hiểm. Bên kia đâu có đuổi theo đâu. Trời ơi, chạy mà rung bần bật luôn. Tìm xe hơi. Xe hơi ở đâu? Có con mắt nhìn nữa kìa. Trời ơi. Mắt lơ lửng không chung. Đây là bình thường sao? Xe nè. Bất kể nơi nào bạn chạy, tôi đều có thể bắt được bạn. Ừ. Thì coi như game tới đây là hết rồi. Trời ơi, phải chơi đi chơi lại. Nó đáng sợ mà. Video này mình chơi tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người nha.